Trường Vũ cũng khẳng định cuộc sống của anh cùng bà xã và hai con bên Mỹ ổn định, nhưng không hẳn là giàu có quá nhiều như lời đồn thổi. Mới đây, danh ca Trường Vũ đã hồi ngộ khán giả trong đêm nhạc riêng tại phòng trà ở Sài Gòn. Sự xuất hiện của giọng ca không giờ rồi thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của anh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chia sẻ về sự nghiệp ca hát ở xứ sở cờ hoa, Trường Vũ cũng từng chia sẻ với truyền thông nhân dịp về nước vào giữa năm 2016 rằng hiện tại anh chạy show khá ít do các show song bài bị cắt bớt nên chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ. Lý giải về việc hạn chế chạy show, Trường Vũ từng thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn được tụ nghề đãi nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi, đặc biệt gia đình là chỗ dựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Chia sẻ về vợ con, giọng ca không giờ rồi chia sẻ, bà xã anh đã hy sinh rất nhiều để anh có được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Anh cũng cho biết thêm, trong tương lai sẽ về Việt Nam nhiều hơn để biểu diễn và đáp lại tình cảm của khán giả trong nước. Anh sẽ về nhiều hơn, nhưng chắc ít chạy show vì tính tôi không bon chen, lại khó tính trong việc ca hát trên sân khấu. Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu. Nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Anh là con thứ năm trong gia đình có 6 người con, gốc Triều Châu, đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh rời quê hương và đến năm 1984 định cư tại Los Angeles, Mỹ. Đến tháng 7 năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, Trường Vũ về nước nhiều hơn, nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Danh ca hải ngoại được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng, nói tiếng Việt không thạo nhưng bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng và sự lao động nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định là mình một tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Trường Vũ được đánh giá là giọng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương, với nhiều nhạc phẩm bất hủ như Đám Cưới Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Xa Người Mình Yêu, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Người Đến Từ Triều Châu, Không Giờ Rồi, Thành Phố Buồn, vân vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.